Hello anh em nha. Nay giới thiệu R15 V1. Con xe gọi là V1 đẹp nhất từ trước đến nay nha anh em. Anh em nào mà thích mô tô sport mà giá rẻ, chính hãng, máy móc zin, đồ zin còn đủ thì anh em đừng bỏ qua con xe này nha. Cho anh em coi 22.068 km, mọi chức năng hoạt động bình thường nha anh em. Đang đi tem chủ, bô zin thì nó hơi là êm anh em ạ. Ngoài nó hơi nắng xíu nha anh em. Trưa nay mình bỏ trong nhà quay lên nó sẽ hơi chật, nó sẽ không được chi tiết cho anh em coi rõ hơn, thì cái điều đấy anh em thông cảm cho mình xíu nha. Gương zin, bô zin, đuôi zin, biển số thành phố. Nói chung là đầy đủ hết anh em ạ, không thiếu món nào nhá. Không có đâm đụng gì hết. Đang đi bộ tem chùm đây. Anh em không thích có thể tháo ra nhá. Bên trong thì đây tem chùm đây. Xe cọp nha anh em. Đừng so sánh với mấy con xe dập nát nha anh em. Đi tới cả 40-50 nghìn. Lốp sau mới thay lại anh em. Ok chưa? Về không phải thay lốp nhá. Lốp trước thì theo xe. Đây, cho anh em coi lốp trước. Chuẩn nha anh em, Moto chuẩn 22.000 nhá, không có tua nha anh em. Anh em nào phát hiện tua tặng anh em con xe đi về luôn. Anh em nào không thích cái tem chùm này thì có thể tháo ra nhá. Bên trong còn tem này, đây. Tem zin bên trong còn nha anh em. Cho anh em coi này. Máy này. Đầu zin này, đầu nói chung là zin hết thì đầu đít, không có rớt cái gì cả, máy móc nghiêm chỉnh nha anh em ạ. Còn đầy đủ đồ zin nha anh em nha. Hơi chặt xíu anh em ạ, không có chui chụp ngóc ngách cho anh em coi. 2010 nha anh em. Mọi chức năng hoạt động bình thường, không có báo lỗi gì hết, cho anh em nghe tiếng máy nha. Đây cái khu vực bàn thờ đây anh em này, nhìn sạch sẽ không, không có chảy xước nha. Mới chưa, đây. Đó anh em thấy chưa. Có cái bát bắt điện thoại cho anh em nào thích xem bản đồ nhá. Không có chảy nhớt, không có ra khói. Nói chung là xe về chỉ có đổ xăng thay nhớt, là nhớt ở bên cửa hàng tặng cho anh em một bình luôn, về thay. Đó anh em chỉ việc đổ xăng thôi. 35.500.000. Qua có quay con này rồi sao á. Mà hôm nay có anh bạn anh kêu là quay dùm mình con này, ok chưa thì anh quay cho anh em coi nha. Bật đèn lên nè. Đó. Cái đèn của mấy xe hai mắt ấy, thì mình cũng từng nói rất nhiều lần về vấn đề này rồi. Khi mà mình để cốt ấy, thì nó sẽ sáng một bên. Và khi mình bật pha lên nó sẽ sáng hai bên nha anh em, chứ không phải là nó cháy đâu. Đó. Xin lỗi luôn nha anh em. Đó. Nghe chưa? Mọi chức năng thì hoạt động bình thường nha anh em, không có báo lỗi gì hết. Cho anh em nghe tiếng máy này. Em nghe rồi anh em ạ. Kiếm được một con V1 mà đi có hai mấy nghìn này rất là hiếm nha anh em. Cái bên này nó hơi chật nhá, nên là không quay rõ rồi anh em ạ. Ok. Thì chi tiết này con xe này chắc cũng ngắn gọn 5 phút thôi anh em ạ. Để mình chi tiết cho anh em nha. R15 V1 2010. Xe đi có 22.000 km thôi anh em ạ. Cực kỳ mới luôn.
đồ zin còn đủ nhá, đuôi bô kiếng rồi đầy đủ hết, máy móc nguyên zin. Anh em mua bao công chứng cho anh em trong ngày luôn, giá 35.500.000 cho một con R15V1. Ok, anh em nào thích thể loại này thì alo cho mình nhá, 0974847553, địa chỉ cửa hàng 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nha anh em. Hoặc là muốn làm xe gì cứ mạnh dạn comment bên dưới nhá, mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em luôn. Ok, anh em thấy hay thì nhớ cho mình một like và đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em nha.